Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là bác sĩ Nguyễn Xuân Thắng, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi muốn được chia sẻ đến một cái tình trạng sức khỏe mà rất hay gặp. Trong quá trình khám bệnh của chúng tôi thì có khá nhiều những bệnh nhân đến than với bác sĩ là bác ơi, tôi cứ bị đau vào buổi sáng ở cái gót chân, và khi tôi mới bước xuống giường thì tôi thấy đau rất nhiều, và khi đi một vài bước thì thấy cái đau đó giảm đi. Thì đấy là một trong cái dấu hiệu cảnh báo cái đầu tiên của cái bệnh gọi là bệnh viêm cân gan bàn chân. Đây là một cái bệnh khá thường gặp. Thì cái triệu chứng của bệnh này đó là như vừa mới mô tả mà bệnh, đó là bệnh nhân vừa mới bước xuống giường, bước đi những bước đi đầu tiên trong ngày thường là thấy đau nhiều, và khi khám bệnh thì chúng tôi sẽ ấn vào những cái điểm đau ở vùng gót chân, đặc biệt là cái điểm bám giữa cái cân gan bàn chân với cái xương gót là cái điểm mà thường là xuất hiện phát cái điểm đau nhiều nhất. Thì những trường hợp bệnh nhân bị tổn thương nặng hơn thì có thể đau dọc từ cái gót chân đến dọc cái lòng bàn chân đến cái đầu mũi chân. Còn cái trong quá trình khám bệnh thì thường các bác sĩ thường cho thêm bệnh nhân chụp phim X quang cái xương gót chân, thì thấy là đa số các cái trường hợp đau gót chân thì có đến 70% là có cái tình trạng gọi là gai gót chân, hay đây là một cái tình trạng gọi là cốt hóa cái dây chẳng, cốt hóa cái cân mà cái điểm bám của cái cân gan chân với cái xương gót chân. Còn về nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì một là thường là do cái tình trạng quá tải đối với cái cân gan bàn chân, do những cái lý do khác nhau, ví dụ như là do công việc, ví dụ như do cái cách sử dụng giày dép nó không phù hợp, ví dụ gót cao đối với phụ nữ hay đi cái guốc cao gót thì có thể gây ra cái tình trạng quá tải. Và cái tình trạng tiếp theo đó là cái gai xương gót chân. Thì cái gai xương gót chân này nó vừa là cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là viêm cái cân gan bàn chân, nó lại vừa là cái hậu quả của cái tình trạng viêm cái cân gan bàn chân kéo dài, có thể nó dẫn đến tình trạng nó gọi là cốt hóa cái điểm bám giữa cái cân gan bàn chân và vùng gót chân. Thì đấy là hai cái lý do chính dẫn đến cái tình trạng gọi là viêm cân gan bàn chân. Còn về vấn đề điều trị thì chúng tôi quan tâm đến hai cái lĩnh vực điều trị chính cho cái tình trạng này. Một là sử dụng thuốc, các cái thuốc giảm đau chống viêm. Sau đó là chúng tôi sử dụng các cái phương pháp của vật lý trị liệu. Thì chúng tôi xin giới thiệu về những phương pháp vật lý trị liệu mà nó có lợi, mà chúng tôi đang áp dụng cho bệnh nhân bị viêm cân gan bàn chân hay là cái tình trạng gai gót chân. Đây là cái máy Shockwave, hay còn gọi là máy xung kích. Đây là một cái máy cực kỳ yêu thích của bọn tôi trong cái việc điều trị các cái chứng viêm cân cơ gân, trong đó có cái viêm cân cơ gan bàn chân đây. Thì đặc biệt với những cái trường hợp mà có cái canxi hóa, như là canxi hóa mà tạo nên cái gai xương ở cái vùng gót chân. Cái sóng này ngày xưa người ta sử dụng để điều trị tán sỏi ngoài cơ thể. Sau đó thì người ta thấy là người ta thử áp dụng cho cái trường hợp là bị canxi hóa ở một số cái điểm của gân, ví dụ như gân cơ chóp xoay, ví dụ như là gai xương gót, hay là cái cốt hóa canxi hóa cái xương gót ấy, thì thấy nó có rất có hiệu quả, và người ta được áp dụng cho đến ngày hôm nay. Đối với cái điều trị cái sóng xung kích này thì thường 3 ngày mới chúng tôi mới có chỉ định làm một lần, và thường ấy thì có khi ngay sau khi điều trị xong thì bệnh nhân đã có cảm giác là giảm được cái đau rồi.
Đây là cái máy laser công suất cao, là cái phương pháp quản lý trị liệu thứ hai mà chúng tôi thường áp dụng để điều trị cho cái tình trạng viêm cân gan bàn chân, hay là cái tình trạng gai gót chân. Thì cùng với cái sóng xung kích thì cái này sẽ làm tăng cường cái hiệu quả giảm đau, cũng như là để đặc biệt là tái tạo lại cái mô mà bị tổn thương sau khi mà bị gai gót hoặc là cái viêm cơ gan bàn chân. Thì cái máy này chúng tôi có thể dùng cái loại gọi là tay cầm để cho nó linh hoạt và nó chính xác vào cái vị trí mà gai xương gót chân, hoặc cũng có thể dùng cái đầu robot này. Cái đầu robot này có thể là điều chỉnh theo cái vùng rộng của cái vùng đau ở cái vùng, ví dụ gai xương gót chân có thể gây đau lên đến lan lên cái gan bàn chân, thì có thể dùng cái cánh tay robot để nó tự điều chỉnh cái góc rộng, cái độ rộng của cái vùng mà chúng tôi muốn điều trị. Thì cái tính chất là vừa chống viêm, giảm đau, rồi tái tổ chức, khi mà phát triển lên thành cái laser công nghệ công suất cao này thì nó vẫn đảm bảo được cái tính an toàn cho người bệnh, nhưng cái tính chống viêm, tính giảm đau và đặc biệt là tái tạo lại tổ chức mô thì nó có tác dụng sâu ở bên trong hơn, có thể sâu đến 10 cm ở trong cơ thể. Nên chúng tôi thường áp dụng đối với những cái vùng viêm đau ở phía sâu, và đặc biệt đối với trường hợp này đó là cái gai xương gót chân hay là viêm cân cơ gan bàn chân, thì chúng tôi áp dụng rất hiệu quả. Một vài động tác đơn giản để tập cho cái tình trạng viêm cân gan bàn chân. Cái động tác đầu tiên đó là cái động tác kéo căng cái gan bàn chân, thì bệnh nhân sẽ dùng hai tay co nhẹ cái chân lại và dùng hai tay kéo cái bàn chân về phía phía thân mình, giữ được khoảng 5-10 giây, sau đó lại thả lỏng ra và lại làm động tác tiếp theo. Có thể làm khoảng 10 lần như vậy, một ngày có thể làm 2-3 lần. Tiếp theo là hướng dẫn cái cách là tự xoa bóp cái vùng mà gót chân, cái vùng mà cái cân can bàn chân tiếp xúc với lại cái gân gót nhé. Thì chúng ta có thể xoa bóp như này. Đề nghị là người bệnh tự làm. Thì cái cách làm này, chúng ta xoa dùng cái bàn tay. Đây, em có thể dùng cái bàn tay như thế này, xoa ngang đây. Một tay đặt ở phía trên như thế này nhé. Đây, một tay đặt ở phía trên, tay đặt ở phía dưới. Đây. Rồi xoa ngang cái bàn chân. Rồi sau đó có thể là xoa dọc lên trên này xuống, dọc lên trên xuống. Thì cái động tác xoa bóp này thì cũng có thể ngày làm được khoảng 2-3 lần. Mỗi lần xoa độ khoảng 5-10 phút. Cái mục tiêu của cái xoa bóp này cũng là để cho nó thư giãn cái cân gan bàn chân ra và nó tăng cường cái tuần hoàn vào cái vùng mà bị viêm đau, nó sẽ có tác dụng chống viêm giảm đau tốt hơn. Cái động tác tập tiếp theo cho cái tình trạng viêm cân gan bàn chân đó là tôi dùng một cái đơn giản có sẵn trong gia đình, đó là một cái chai nước thôi. Và chúng ta có thể đổ đầy nước vào, sau đó thì dùng cái gan bàn chân chúng ta lăn. Đây, chúng ta lăn dọc từ cái gót bàn chân lên đến cái lòng bàn chân. Thì cũng một ngày chúng ta có thể làm như vậy khoảng 2-3 lần, mỗi lần lăn cho độ khoảng từ 5-10 phút. Laser và sóng xung kích kết hợp với tập luyện rồi kết hợp với sử dụng các cái thuốc giảm đau chống viêm thì thấy rằng là nó rất có lợi cho cái tình trạng là tăng cái hiệu quả chống viêm giảm đau của các thuốc.
nên là mang lại cái hiệu quả sẽ rất là cao và tốt nhất cho người bệnh. Đó là cái lý do mà chúng tôi phối hợp nhiều cái phương pháp với nhau trong cái điều trị cái viêm cân gan màn chân hay là cái tình trạng gai xương gót chân.